Nếu như tôi thấy một cặp đôi nào đấy đang ân ái ngoài đường thì điều đầu tiên nó sẽ làm là mọi chúng ta có thể làm thế ở hotel mà. Tuy nhiên thì nếu như điều đó xảy ra ở một bộ anime thì tôi sẽ không lấy. Thực sự thì vì một cái lý do nào đấy thì tôi lại khá thích ăn cơm chó thông qua những cái bộ phim thay vì là gặp ngoài đời. Tôi cũng chả biết nữa. Thực sự thì cứ mỗi mùa anime ra ít nhất số bộ romcon tôi phải coi là 2 đến 3 bộ. Nó kiểu như một bữa cơm hàng ngày, nó đều phải thiếu ấy, vì một cái lý do đấy. Ok, và chính vì thế thì cái video ra đời. Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho cậu một số những cái bộ anime thuộc dạng là romance. Và một số bộ nó sẽ khá là kiểu ngọt đến tiểu với mẹ đường luôn đi. Ok, video bắt đầu. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ đến với Torikaku Kawaii, một bộ phim thuộc thể loại lãng mạn, hài hước và drama. What the fuck drama? Mình xem bộ này toàn thấy kiểu đường các thứ, xong kiểu mẹ cơm chó mà nó lại có drama. Chắc là vì đoạn xe đâm, nhưng mà well, không có gì kể đến. Đầu tiên thì câu chuyện này kể về một cậu bé tên là Nasa và cả một cô gái kawaii tên là Tsukasa ở bên đường ấy. Và kiểu mới gặp đã phải lòng rồi và anh quyết định đi tỏ tình. Nhưng mà thay vì mà cô gái chấp nhận thì cô ấy chỉ nói rằng là: "Anh ơi, làm nháy. Anh ơi, anh muốn đi chơi với tôi ấy. Anh kết con mẹ hôn với tôi đi." Thế là cuối cùng câu chuyện của bộ phim nó bắt đầu từ đấy. Đơn giản là thế thôi. Nó bộ phim khá là ngọt đấy, nên là cậu nên coi. Ok, tiếp theo tôi sẽ giới thiệu cho cậu chính là Fufu Icho Koibito Minman. Thì cái bộ phim nói về Chiro Yakuin và Akari Watanabe. Cái cặp đôi này là cặp đôi ngang trái khi mà hai đứa chúng nó không hợp với nhau, nhưng mà phải tham gia, nó gọi là cái thực hành vợ chồng à. Tôi không hiểu tại sao học sinh trung học mà nó lại tham gia cái đấy, và tôi không biết ngoài đời có cái trường nào người ta dám làm như thế không. Cái bộ này ấy, nó là một sự kết hợp giữa Koi to Uso mà tôi đã review trước và lại bộ Nisekoi. Tuy nhiên thì nó vẫn có khác biệt một chút, đó chính là Koi to Uso nói về sự chỉ tình duyên, Nisekoi thì nói về tình yêu giả dối. Còn bộ phim này nói là gì nhỉ? À, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Hợp lý đấy. Nếu như mà bỏ qua cái phần phi logic về cái thực hành vợ chồng các thứ ra thì bộ này là một bộ xem để vui và xem để ăn cơm chó khá là hợp. Ok, tiếp theo tôi sẽ đến với bộ mẹ nó dài quá nên là tôi sẽ nói một cách ngắn gọn là tình yêu bằng hóa học nha. Ok, thì bộ phim này nói về Yukimura Shinja và Hiruko Ayame, hai nhà khoa học muốn tìm hiểu xem tình yêu có thể được giải quyết bằng một lý thuyết khoa học hay là không. Và cái đơn giản nó chả chỉ là như thế thôi, kiểu hai đứa chúng nó tán nhau thông qua vậy. Nói chung là nghe nó cứ kiểu học thuật thế đéo nào ấy, nhưng mà cậu chỉ cần biết là cái bộ này nó mang tính romance, có một số những cái phân cảnh khá là hài hước và tất nhiên rồi cũng có nhiều cơm chó cho công ăn, vậy nên là ok. Chúng ta sẽ đến một bộ romance khác, đó chính là Aoi-chan Can Study. Bộ này nói về Aoi khi còn học mẫu giáo thì bị ảnh hưởng bởi những cái suy nghĩ của bố, tại vì ông bố là một tác giả vẽ khiêu dâm, và cũng như tất nhiên rồi những người bạn sẽ có cái suy nghĩ khác, và cái con này nó có một cái suy nghĩ khác, kiểu có những cái tình tiết mà nó bình thường vẫn lìn ra, xong nó cứ kiểu phóng đại các thứ ra ấy. Xem cái bộ này nó vừa giải trí mà nó vừa hài hước. Vậy tại sao tác giả lại nghĩ ra một cái bộ phim như này nhỉ? What the fuck. Nhưng mà cái điều thú vị nhất là thằng Kijima ở trong phim này nó kiểu có rất là nhiều những cái phân cảnh mà nó được tạo cơ hội, thế mà nó đéo làm gì, nó đéo làm gì, mày tại sao lại thật thà như thế nhở? Nếu là tao tao sẽ, nói chung thì nếu như các ông muốn coi thì không thể coi bộ này, tại vì tôi không biết là phải khen hay chê bộ này như nào nữa. Ok, và vị trí cuối cùng của chúng ta đó chính là Osake wa Fufuni nante kara. Thì bộ phim là bộ phim hài hước đời thường và romance. Cái nội dung của nó đơn giản thôi, đó là con vợ đi làm việc nghiêm túc mãi lìn, xong về nhà được chồng làm cho mấy món thể loại rượu khác nhau và kiểu trở nên cute một cách đáng sợ. Sau đó là hai vợ chồng chúng nó đút cơm chó cho mình ăn. Đó, thế thôi. Bộ phim này tôi thấy khá là thú vị ở cái chỗ là tôi đéo ngờ là rượu không có thể kiểu biến tấu ra thành rất là nhiều những cái món khác nhau ấy. Với lại tôi đã ăn cơm chó. Thế thôi. Có một điều tôi cảm thấy không hài lòng cho lắm, đó chính là cái thời lượng của phim khá là ít, kiểu có 3 phút mỗi tập ấy, xem khá là bị tụt hứng ấy. Ok, đây là những cái bộ romance mà tôi recommend cho các ông. Ok, video kết thúc nhé. Thấy các bạn trong các video tiếp theo.